Ở bài hôm nay ngày 14 tháng 3 năm 2024, shop Hưng My tiến hành bán cặp bánh Boncha Reload Com 5 nhà bạn nha, hàng made in Taiwan, hàng trên con xe 140 mấy triệu nhà bạn nha. Khách mua con này tiền hơi nhiều à, khách ráp mua này tiền hơi nhiều. Nay bán cặp bánh chỉ là căm đùm niền, không có vỏ ruột, không có mặt đĩa nha các bạn nha. Giá 16 triệu, 16 triệu một cặp Boncha hàng chính hãng nha các bạn nha. Cặp bánh Boncha hàng chính hãng, các bạn đừng so sánh bỏ đồ lô. Boncha hàng chính hãng nha các bạn nha. Cầm âm nè, cái lỗ cầm nè làm rất nét nha các bạn nha. Bánh Boncha nha các bạn nha, niền á là niền carbon, má là má nhôm, hàng Boncha G trên con xe chết chính hãng nha các bạn nha. Cặp này 16 triệu nha các bạn nha, 16 triệu một cặp, không có ti nha các bạn nha. Cái này chục bút mà sao có ti, chục bút là theo sườn nha các bạn nha, không có ti. 16 triệu một cặp đó, tình trạng bánh trước bánh sau như vậy. Bánh trước của nó là bao nhiêu cầm đếm luôn, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bánh trước là 24 cam đùm Boncha, niền Boncha nha các bạn nha. Bánh sau là 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bánh sau cũng 24 cam luôn nha các bạn nha. Trước sau 24 cam Boncha ghe. Giá cặp 16 triệu một cặp, quá rẻ cho bạn luôn. Hàng chết trên xe 140 triệu mà bán có 16 triệu một cặp bao ship. Để ship hàng cọc 5 triệu mới ship nha bạn nha. Đặt cọc 5 triệu cặp bánh này em mới ship. Chào bạn.